đồng chí, ông giới thiệu cũng còn thiếu sót rồi đó, không thể là thiếu sót, không có liên lạc, không có phát hành. Ví dụ như đây có đồng chí đại tá cùng gia đình thì nó có những gia đình của các đơn vị đi có gian con của để làm trưởng đâu, nó biết sao, nó giới thiệu vậy, vì hồi đó nó là trưởng của cái 36, tôi là chính quỹ, ban đầu là ông Mực Khánh, nhưng mà sau đó tới ngày 15 thì 15 tháng 4 thì trong này xin tôi đang học ở Học viện Chính trị, bác bổ túc chuẩn bị sư đoàn ở Đông Anh. Thì trả lời tham mưu trưởng, dạ lúc 16 vị cấp tá trong năm này đi ra học đó, thì ông nói các đồng chí ra ráng học, người học chính trị, người quân sự, cấp sư đoàn để năm 76 về cầm quân giải phóng thành phố. Thì đó là lời của tham mưu trưởng Nguyễn Minh Châu của tiễn rồi tôi đi học đó. Ở lớp tôi là 31 vị cấp tá ở Học viện Chính trị ở Đông Anh, cấp khóa gọi là bổ túc chính quỹ sư đoàn. Thì như vậy là còn ông Sáu Trí trưởng phòng thì học ở Học viện Quân sự cũng cấp sư đoàn. Thì như vậy là có một cái là tới ngày 15 tháng 4, 75 sắp tiến vô thành phố, thì ở trong này điện ra xin tôi lớp 31 người, nhưng mà xin con mình tôi đi về Nam. Thì các anh kia cũng sốt ruột. Sau này tôi hỏi ông Ba Trần là thiếu tướng Trần Dân phụ trách tham mưu, tôi hỏi sao mà gần giải phóng rồi tôi về tôi làm chính quỹ cánh bắc của lữ đoàn có tuần lễ nghe Dương Văn Minh đầu hàng khi tôi về đi, thì ông mới nói rằng chuẩn bị cái phương án quánh đường phố, bởi vì nếu giặc nó không đầu hàng thì phải quánh từng đường phố, pháo binh đi trước dọn đường rồi bộ binh tiến sau, quánh vô thành phố chiếm từng đường phố. Mà chiếm đường phố phải có người biết đường, phải có người quen với quân Mỹ đồ này kia. Là thành ra kêu tôi những cái xe ghép chở chạy về tới Quy Nhơn, ở trong Quy Nhơn còn đánh thì quẹo lên vào Mông Giang đó, rồi vô Lê Cô xuống Công Tông về Bân Mê Thuộc về Phước Long. Điện vô hỏi giờ tôi về tới rồi anh Ba, về tới Lộc Ninh đó. Thì nói quánh giặc liền được không? Tôi nói được. Được rồi đi xuống Trung An á, là chém quỷ cánh á. Nói có giấy tờ gì không anh Ba? Nói không. Rồi này không có cần giấy tờ gì hết. Xuống tự nhiên anh tôi được sẽ đi về và đồng chí ráp vô đó. Thì ông Mưa Tùng đó, phía của Hồng Giang làm lữ đoàn trưởng đó. Rồi cái tên 36 sau này tôi hỏi sao mà đặt 36 nó trồng dưới ngoài Bắc. Thì ông Mỹ Hùng phụ trách quân lực, ông nói làm vậy cho giặc nó ngắn, mình bị vậy kia cái sư đoàn 36 là cái sư đoàn cũng sư đoàn khác giỏi đó, thì giặc nó có những cái máy để nó theo dõi mình. Thì lúc đó là tôi hỏi anh Mỹ Hùng quân lực trao làm trùng tên vậy, nói làm cho giặc nó ngắn. Thì hôm nay tôi nói lại những cái lịch sử vậy. Còn cái 36 của mình á thì nó là kêu bằng những cái đơn vị biệt động mà quýnh đợt 1, đợt 2 mượn thân còn lại nhập vô đó. Thì ông 10
tuần là mà lữ làm trở, tôi làm chánh quỹ chánh mắt của lữ đoàn. Rồi sau ông Mười Khánh nghỉ hưu thì tôi làm chánh quỹ. Sau khi mà giải phóng rồi thì cái lữ đoàn chúng ta đó biên chế lại thành trung đoàn. Tôi làm chánh quỹ cái trung đoàn đó, đi Quang Miên, rồi sau đó đi về làm cái hậu bị ở ngoài Bắc để biên giới phía Bắc. Quang Miên là cũng quánh qua Campuchia, cũng quánh lập nhiều thành tích lắm. Lúc năm 1977 đó thì tôi lên sân khấu của quân khu lãnh cái bằng khen cho đơn vị xuất sắc nhất đó, để nó bằng khen và cây cờ đơn vị xuất sắc trung đoàn 36 là cái trận đánh sao, trận đánh ở chỗ đồng Cà Tông đó. quân bốt nó qua nó giữ đó rồi, giữ cao điểm. Mà các cái đơn vị thì quánh không có sâu nữa, thành ra điều qua 16, qua 16 cho anh tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 2 của qua 16 đi vòng từ trên Lộc Ninh chạy xuống và đi lên trên Cà Tông. Quánh ban ngày, quánh từ 8 giờ tới 3 giờ chiều. Vì cái đường đó là chỉ có con đường độc đạo tiến vô mà nó giữ cao điểm, thành ra đó tinh thần của con 16 là đánh là phải dứt điểm, đi là phải chiến thắng. Một tiểu đoàn nó quánh lui cái đơn vị nó chiếm trên cao điểm và chấp nhận hy sinh 50, chấp nhận hy sinh 50 anh em tại đó. Và với Trần Nhân Đà với đồng chí Ba Thắng lên coi như là chiếc viên quánh ban ngày mà, quánh ban ngày mà đi vô đường độc đạo cũng quánh là sình lầy và nó chiếm cao điểm để mà quánh nó chạy về bên kia, lẫm một cái thành tích rất là mấy giờ quân khu coi như cái trung đoàn xứng đáng lãnh bằng khen xuất sắc nhất trong các đơn vị. Thì như vậy tôi nói lại một cái chuyện này, rồi sau đó đó trung đoàn đi qua Campuchia và coi như để nó nghe 36 là cái nỗi khiếp sợ của quân Pol Pot, bởi vì đánh đâu là dứt điểm thì tụi nó dập cái vô. Thì sau đó đó là chiến tranh biên giới phía Bắc điều cái trung đoàn này ra ngoài Bắc đóng ở Nam Định Thái Bình để mà làm cái hậu bị cho. Nhưng mà sau đó Trung Quốc nó rút về thì cái trung đoàn một bộ phận nhập vô cái quân đoàn 1 của vậy đó, một bộ phận rút về Nam. Thì tôi nói sơ lại cái lịch sử của cái trung đoàn vậy, và đó là tiếp nối một cái truyền thống của cái đơn vị chúng ta. Đơn vị thì bữa nay cũng nói lại vài cái lịch sử của đơn vị để cho anh em đây cũng có những anh em mới thì không có biết, không biết rõ luôn. Thì đơn vị thành lập tháng 3 1974, gom những cái biệt động còn lại. Thì như vậy là thành lập một cái lữ đoàn để làm gì? Để giao cho 4 nhiệm vụ dẫn đường, bởi vì các cái đại quân vô có khi không quyết đường. Mà rõ ràng vậy, tới Hàng Xanh còn mình lại tới 51 để tranh luận bây giờ đi thẳng là đi vô quẹo Sở Tú. Thì có anh Tống Diên Chương là anh trưởng cánh đông của lữ đoàn đó mới là hướng dẫn đi vào ngõ Sở Tú vô với Đồng Hợp gần hơn. Đó, một là dẫn đường, hai là giữ cầu. Giữa cầu như hồi nãy bài ca của cô Quanh nói, nghe có bài ca cổ đạo rất là cảm động. Giữa cái cầu Rạch Chiếc, ngày 27 là ra lệnh đánh, bởi vì ngày 25 cái bộ đó đó là cái đơn vị đó, Đông An Giáo Hải Quân đó, một cái đại đội của Đông An Giáo Hải Quân đó là rào luyện ở ngoài Bắc, có thể lội cả ngày dưới nước
rồi có thể đi trong sân ngọc. Như vậy là để mà vô quánh Bộ Tư lệnh Hải quân được mẫu thân, chúng ta quánh không câu bị thương dân đó. Thì mục tiêu chủ yếu là để quánh Bộ lệnh, nhưng mà tới ngày 25 nó trên chuyển lại, nó bỏ cái mục tiêu đó, quánh giữ cầu Rạch Chiếc đó. Thì anh em nghiên cứu có 1-2 ngày, bởi vì cái đó là mục tiêu quy định mới. Tới 27 ra lệnh nổ súng, 27 ra lệnh nổ súng, anh em quánh từ 27, 28, 29 tới 30. Một cái đơn vị đặc công mà quánh trụ lại thì thương vong dữ lắm. Mà tại sao lại phải trụ lại? Tại sao phải ra lệnh 27? Là vì tưởng cái tấn quân quân đồng hai nó lên nhanh, nó lên nhanh, nhưng mà gặp tại cái tàu, chỗ tàu sông Buôn nó phá ngang nó đường đi lên, nó phá cái cầu đó sập, nên nó tới đó nên mình sẽ tăng phải ngừng lại 2-3 ngày để làm cái cầu lầm gấp để qua. Thành ra cái đơn vị đó có 15 phút thì nó chiếm đâu, bây giờ còn có ông gì của Đức Thọ đây nè, Đức Thọ đâu đứng lên cho người ta coi coi đó. Đó, ông ấy trung quý. Và hồi đó trẻ nhất ở trong cái đơn vị quấn cầu Rạch Chiếc, anh bắt mắt V-40 đầu tiên ra lệnh. Và tất cả xong vô con trong vòng 15 phút. Cái đó là cái sở trường của đặc công, chiếm nhà lĩnh đồng mục tiêu lẻ. Nhưng mà sau đó đó thì quân tiết diện và các cánh quân không lên được. Ở đó đánh là rất thâm ba, là chủ công, rất thâm hai nữa, phụ trách. Thì như vậy là chúng ta phải trụ lại, mà trong lúc đó, cái đó là cái trận đánh sớm nhất. Thì ở trong sát Sài Gòn, thành ra các cái quân chủng nó quần, xe tăng, trực thăng võ trang, được pháo binh, thành ra nam á. Ngày 27, 28 nó phải lùi vô trong phía trong, hy sinh chỗ đó là như cái bài thơ nãy nó viết 52 người, bài thơ mà của anh đọc đây nè. Chết 52 anh em đó, rồi sau đó mới lần lần kiếm sát đâu dưới sông, nó nằm ra. Còn bài thơ nó tả lại cái đó rất cảm động. Thì như vậy là dưới cầu, và sáng 30 đó thì xe tăng của quân đoàn 2, lữ 203 xe tăng đi ngang qua đó, vô bắt sống đầu các dân mình. Thì đó là một cái chiến công của 36. Rồi ngoài ra đánh dẫn đường nè, giữ cầu nè, quánh trước bên trong, quánh trước bên trong cho nó rối loạn nè, rồi vận động nhân dân trên các đường tiến quân của các cánh đại quân nó mấy cờ đó. Bốn nhiệm vụ giao rõ ràng. Thì như vậy là quân trước quân trong á, hiểu phải lấy tổng tham mưu dạ. Thì một tiểu đội do anh Bảy Vĩnh, Lê Văn Huy, Dân Trà Vinh, anh Bảy Vĩnh cùng vừa tham với tôi năm 61, lúc đó anh trung quý, sau này đại tá anh hùng lực lượng vô tan. Thì anh xuống dưới đường Hai Bà Trưng, bây giờ Võ Duy Nguyên hiệu trước, tạo cơ sở ém quân trong đó và mua trang bị vũ khí của giặc. Một tiểu đội thôi, bị dù đánh cái đó là tâm tiêu biểu về biệt động. Biệt động tức là giả làm lính giặc đi vô công khai và quánh. Còn đặc công á, tức là đổi dầm các thứ gì lồn vô trong bóp chặt, phân biệt cái chỗ chữ biệt động và đặc công. Nhưng mà cái lữ đoàn này là cả biệt động và đặc công. Nó nói vậy để anh em có nhiều khi không biết cái biệt động là gì, đặc công là gì. Đặc công thường thường là én quanh đông qua nở trong lòng đời. Còn biệt động á là giả làm lính giặc đi công khai. Thì bữa đó đơn vị ông Bị Vĩnh là một tiểu đội ở nhà ông Sáu Thuận Một, có đường Võ Duy Quy, vợ chồng ông đi về quê
giao cái nhà cho anh em, giờ anh em ở đó trang bị đàng hoàng. Đúng xong là mưu trang bị thì mục tiêu của ổng là phải giết tổng tham mưu trước khi đại quân vô, quánh rối trung tâm mà chủ yếu tổng tham mưu. Thì là đi vô tổng chính giảm thủy hơi đi đâu, mày hơi đi đâu, nó về trại, nó về tổng, nó tới nhà tao rồi quẹo rồi về cái gì, nó dạy tụi tôi trở lại, trở lại lấy mượn xe gần bờ vô tổng bốn, tổng bốn sao chỗ trung tâm tiếp quyết rồi đó. Vô tổng bốn thì chỗ đó cũng có mấy cái xe tăng thì anh em phóng lên. Bởi vì cái lúc đó là pháo của nhân trạch nó dập lên dữ lắm, nhân trạch nó dập lên. Nói vậy cái trang trí là ở trong cái khu Nam Viết là chết đến mấy người, có một trung tá trong ngoài trời. Nhưng cái Nam Viết tức là cái trại để mà thảo luận của giặc, chỗ đó là ông Mùi Sương, đại tá bạn tôi ở đó, thằng chính trị sao ông kể lại tháo dập lên. Bởi vì 316 đó người ta giao cái nhiệm vụ là đón tiếp cái anh em nó ra, không để bị thương vong. Nhưng anh em đó người ta nói là huống như tôi ở trong này sẵn sàng là một mũi tiến công, không ra chi, không thành ra 316 quỷ cái kế hoạch đó, cái đã chuẩn bị rồi. Lúc đó tôi ông Mười Cơ là chuẩn bị là có một tiểu đoàn của ông Tư Tăng. Tư Tăng nó có lữ đồng phó để hướng dẫn ra, nhưng mà anh em Cương Viết nói tụi tôi sẵn sàng là một mũi. Thì bữa đó nó đẹp trong giấy, tại sao lại biết lại đó là hy sinh một trung tá do đạn pháo, rồi một đồng chí nữa, tất cả hai người cũng phải đổ máu như sao đánh nó lạ nó hết rồi. Thì thành ra đó là lúc 9 giờ rưỡi đó anh Bảy Vĩnh điều khiển nhảy lên xe tăng nhập, bởi vì tụi nó nghe pháo nó sợ nó lòn lòn dưới nhảy lên, rồi kêu thằng đó lái chạy thẳng vô Vinh Tông Long Hồ Trưởng. Thì coi thấy Tông Long Hồ Trưởng rồi chạy hết rồi, nó chạy hết rồi, chỉ còn Ba Minh. Ba Minh là cán bộ tình báo của mình, chuyên môn giữ hồ sơ cho công viên phần ở đó. Ở đó nó ra tiếp đón anh em mình. Tiếp đón anh em mình, Ba Minh á. Sau này ông được phong đại tá anh hùng lực lượng võ trang nhân dân. Nhờ cái gì? Nhờ nghĩa là đã lấy được một bản sao của tổng thống Phò gửi cho Thiệu. Thiệu sao văn bản cho cao nhân viên là quân Mỹ không thể trở lại trong tình hình này, gửi cho tổng thống mấy trăm triệu đô đó, như 700 triệu đô để xây dựng tình thế cho quân Mỹ do cái con tàu đấu tranh này không thể trở lại. Thì sau cái đó gửi ra thì coi như Trung ương hay quá, cộng với những nhận định của bạn Vĩnh Hải hôm nay kia là quân Mỹ có trở lại, nhưng mà đây là cái tài liệu nguyên bản là quân Mỹ không thể trở lại, tình báo cung cấp. Thì như vậy là tất cả đại quân tràn vô năm cánh quân, bữa đó nó là như vậy. Cái chiến công của tình báo sau anh được phong đại tá anh hùng lực lượng dân gian bệnh chết đầu ở Thủ Đức. Thì như vậy là tôi nói qua những cái thành tích nha. Còn quánh trước Quỳnh Đông nữa, quánh ở chỗ kho ở chỗ Gò Vấp, xe tăng đi pháo binh, cái đơn vị xe tăng đơn vị pháo binh Gò Vấp, chỗ đó có đại đội trưởng Tài viết trưởng Tài cũng ở trong cái có cánh đó, đại đội trưởng một đại đội. Thì như vậy là mình chiếm cái kho xe tăng, chiếm kho pháo binh. Kêu bằng cái đơn vị quỳ nó có tên gì quên rồi. Thành Phụ Động. Hả? Phụ Động, Cổ Loa. Cổ Loa là pháo, Phụ Động là xe tăng. Đó. Chiếm hai
Ông chiếm bữa 30 tháng 4. Rồi nên em chiếm đó, đó lấy xe tăng chạy vô, nhưng mà chạy vô đang bộ, đang bận rồi lính ngụy. Rồi thành ra vô làm sầm ở đó, chưa dám vô nữa. Lửa thay lên ban xe tăng mới vô trước. Thành ra tôi nói lại cái chỗ đó để thấy rằng cái 36 hoàn thành tất cả cái đó, dẫn đường giữ cầu đánh trước quân Đông và vận động nhân dân ở các cái bên, nhắc lại mấy cái thành tích đó để anh em nhớ biết rằng cái 36 sau đó được quân khu chủ yếu là Trần Đơn, lúc đó là ông Trần Đơn làm tư lệnh quân khu. Nay ông có gửi 10 triệu để ủng hộ cho thế này làm em 36 thì giữ là ông gửi phi 10 triệu phi cá nữa 20 triệu. Cứ hỏi chuyện mà nói mấy ông già hậu chưa, nói hậu hậu có thiếu gì đúng không, nói có tiền không cho vô thì mê xe một cái tay thơ ký trên tiền tới ảnh mất thì giữ đâu. Nói chung là bữa đó tư lệnh quân khu là Trần Đơn và Diệp qua và đề nghị ra ngoài phong 36 là đơn vị anh hùng lực lượng cho tăng dân. Đó thì như vậy tôi lượt qua cái thành tích của một đơn vị sơ qua để thấy rằng đơn vị chúng ta là một đơn vị chiến đấu rất dũng cảm, đi là thắng, đánh là dứt điểm, mà giao cho giữ cầu dẫn đường đều làm tròn nhiệm vụ. Vô chỗ đây nhờ có ông Tống Chí Dương là cánh thông của 36 đó là chỉ đường mới thấy, chứ còn mấy ông kia nó chạy thẳng về, chạy thẳng vô đa cao rồi đó. Nói chung là nhiều chuyện như vậy. Quá đẹp, không ăn dưa đi, đẹp dưa chứ không bằng. Vâng, nói như là hôm nay một buổi tổng kết có những người rất mới, là bác sư phải nói là một số cái hoạt động của 36 để chúng ta biết. Vâng. Rồi, bác sư tặng bài thơ đi nha. Rồi, quay xong. Chương trình chụp hình tặng răng là thơ xuống. Tặng bài thơ của Tố Hữu. Không, bởi vì anh em hát rồi hay quá, làm những bài thơ hay quá. Bây giờ mình đọc bài thơ Tố Hữu cho anh em nghe. Tặng bài thơ. Tặng bài thơ là một tiếng đàn. Bài thơ Tố Hữu được giải nhất của Đại Nam Á năm 92. Mới bình minh đó đã hoàng hôn, đang nụ cười tươi bỗng lệ tuôn. Mới bình minh đó đã hoàng hôn, đang nụ cười tươi bỗng lệ tuôn. Đời thường sớm nắng chiều mưa ấy khuấy động lòng ta biết mấy buồn. Ôi kiếp trăm năm có mấy ngày, trời xanh không gợn bóng mây bay. Gian nan vẫn thủy chung bè bạn, mà êm ấm tình yêu mỗi phút giây. Có khổ đau nào đau khổ hơn, trái tim tự sát muối cô đơn. Em ơi nghe đó trong đêm lạnh, đầm thắm bên em một tiếng đàn. Bác, quan yêu đời cuộc đời vấn đề sao? Đang nghe chương trình mai thứ bảy kỷ niệm trước khi cuộc đời vấn đề sao, tình yêu vấn đề sao, dù ngàn bông vẫn chờ thế nào, dù thân trẻ nhìn mình về từng tin, dù xa cách hai ngả đường chân tình, ta vẫn còn cùng nhau một đêm chân trời, một tiếng chim nở. Một làn gió về một sớm mai xuân vươn thẳng ra chiến, thấy trời xanh sao xuyên ở trên đầu ta vẫn hái hoa nào. Ôi trái tim Việt Nam như mặt trời chưa từng giờ thế khi hai người trái trượt xa ngàn năm ngàn năm vẫn đẹp sao. Yêu vẫn mất đẹp sao, dù đàn bom mà chờ thiết cao, dù thân thể triển nhiên mà thầy thực tích, dù xa cách ai là được chiến dịch, ta vẫn phải chụp nhau lại chân nhau.